Thanh Sang. 7 năm Thành Sao, 7 lần ở tù và 7 người vợ. Ông tên thật là Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1943, mất năm 2017 tại xã Hòa Hiệp, Phước Hải. Quê nội ông ở Bình Định, quê ngoại ở Tuy Hòa, Phú Yên. Thanh Sang là Phật tử, có pháp danh Chơn Từ. Cha ông từng tham gia chiến tranh Đông Dương, hy sinh năm 1949. Mẹ ông phải làm lụng vô cùng cực nhọc để nuôi 4 người con nhỏ, trong đó chỉ có ông là con trai. Vì vậy, từ năm 8 tuổi, ông bắt đầu sống bằng nghề đi biển đánh cá, vừa nuôi gia đình, vừa kiếm tiền học chữ trong làng. Do gia đình sống gần rạp cải lương Hải Lạc, ông bị cuốn hút theo nghề hát xướng. Ban đầu, ông thường nhại lại các giọng ca của Thành Công, Chính Sớm, Út Trà Ôn, rất giống, được bà con tán thưởng. Năm 1960, đoàn cải lương Ngọc Kiều của bầu Hoàng Kinh, Ngọc Đáng đến Hải Lạc biểu diễn. Khi diễn vở Chiều Đông Gió Lạnh Về, ông Thu thường được đưa vào thay thế khi các kép bị ốm. Bầu Hoàng Kinh thấy vậy mới đặt cho nghệ danh là Thanh Sang. Năm 1962, ông được bầu Hoàng Kinh cho Thế Hùng Cường, vai Đông Nhật trong vở Tuyết Phủ Chiều Đông. Ông diễn thành công và từ đó thành một kép chánh trong đoàn cải lương Ngọc Kiều. Năm 1964, ông chuyển về hát cho đoàn Hoa Mùa Xuân, sau đổi thành Giả Lý Hương. Cũng trong năm này, ông nhận được huy chương vàng giải cải lương Thanh Tâm với vai Tạ Tốn trong vở Cô Gái Đầu Lông. Vai diễn Tạ Tốn trong vở này bị mù, rất khó diễn, song ông lại diễn rất hay, đến mức nhiều người nhắc đến ông bằng 4 chữ Kim Mao Sư Vương, danh hiệu của Tạ Tốn. Vai diễn đã đưa ông từ anh chàng chài lưới, chưa qua trường lớp, trở thành ngôi sao trong làng sân khấu. Từ đó đến năm 1975, ông còn thành công với nhiều vai khác như vai Trần Minh trong vở Bên Cầu Dệt Lụa, vai Thi Sách trong vở Tiếng Trống Mê Linh, vai Lê Hoàng trong vở Thái Hậu Dương Vân Nga. Năm 1985, ông thôi hát ở các đoàn văn nghệ, chỉ thu băng đĩa và hát phục vụ khi có yêu cầu. 3 năm sau, ông mới cùng đoàn nghệ sĩ Việt Nam sang Paris biểu diễn. Năm 2001, ông bị bệnh nặng, phải rời xa sân khấu trong thời gian dài. Ngày 4 tháng 3 năm 2007, Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đêm 50 năm một tình yêu nghệ thuật do Bạch Tuyết làm đạo diễn để kỷ niệm 50 năm nghiệp hát của ông. Con số 7 định mệnh. Ba ông mất lúc ông mới 7 tuổi, đó là cột mốc đầu tiên. Cậu bé 7 tuổi đã sớm ý thức mình là người đàn ông duy nhất trong gia đình, nên không nề hà gánh vác cho mẹ và các chị. Đến khi đi hát, đúng 7 năm sau, ông đạt được giải Thanh Tâm. Ông vô nghề năm 1957, thì đến năm 1964, ông được xướng tên lãnh huy chương vàng cùng với nghệ sĩ Lệ Thủy. Ông đóng vai Tạ Tốn trong vở Cô Gái Đầu Lông của đoàn Giả Lý Hương, một vai kép lão tưởng chừng dìm hàng anh kép trẻ Thanh Sang, nhưng không ngờ lại đẩy Thanh Sang lên đài danh vọng. Vai Tạ Tốn chẳng những là vai già mà còn khó diễn bởi nhân vật bị mù. Làm sao nghệ sĩ sử dụng được đôi mắt hỗ trợ cho tâm trạng? Thanh Sang chỉ còn dùng nội lực trong giọng ca, trong diễn xuất của hình thể. Và sự chững chạc của ông đã chinh phục khán giả lẫn ban giám khảo. Đến nỗi người ta gọi Thanh Sang bằng biệt danh của Tạ Tốn là Kim Mao Sư Vương. Và vở Cô Gái Đầu Lông bán vé như tôm tươi, khiến đoàn Giả Lý Hương phấn khởi. Ông bầu xuân của Giả Lý Hương ký liền một hợp đồng lớn với Thanh Sang và mừng rỡ chạy ngay về Phước Hải, ông mua một căn nhà cho mẹ. Nhưng dù đạt giải Thanh Tâm rồi thì các nghệ sĩ thời đó vẫn bị bắt quân dịch. Thanh Sang kể, tôi bị bắt quân dịch tới 7 lần, đi lính hết 7 năm rồi trốn ra, rồi bị bắt lại bị bỏ tù đến 7 lần. Mình muốn đi hát kiếm tiền nuôi gia đình thôi, chứ đâu có muốn cầm súng đối mặt với chiến tranh. Vô trại hoài nên không hát được, rốt cuộc cũng nghèo như trước, dù mang tiếng là huy chương vàng Thanh Tâm. Chợt nhớ, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan cũng có lần kể y như vậy. Ông đạt giải Thanh Tâm năm 1963, rồi cũng bị bắt quân dịch, cũng nghèo khổ lận đận suốt.
Thanh Sang lắc đầu. Ai có tiền lo lót thì được ra hát, còn không cứ cắm trại. Trốn ra được vài lần để hát, khi bị lộ thì bị nhốt cấm túc biệt lập, khổ lắm. Khoảng năm 1974, tôi đã tính chặt ngón tay để miễn quân dịch luôn. Nhưng may mà năm 1975 giải phóng đất nước, tính ra tôi đi lính hết 7 năm. Thật lòng mà nói, cái giá của hòa bình đắt lắm. Có khi lớp trẻ chưa từng trải qua chiến tranh, chưa thấu hiểu đâu. Nghệ sĩ Thanh Sang với 7 đời vợ. Bà Ngọc Mỹ kể bà kết hôn với nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang khi mới 19 tuổi. Mẹ bà là người có tình yêu lớn với cải lương nên tìm mọi cách thành lập đoàn hát, mời Thanh Sang, Phượng Liên về diễn. Gắn bó bên nam nghệ sĩ 38 năm qua, nhiều người nghĩ bà là fan đặc biệt của cải lương và cố nghệ sĩ. Bà xua tay bảo, tôi lấy ông ấy vì sự đồng ý, sắp đặt của mẹ. Mẹ nghe nhạc, còn tôi thì không. Tôi không xem cải lương nên không biết ông ấy nổi tiếng thế nào. Đối với ông, bà là người vợ thứ 7 và với một cô gái trẻ, sinh trưởng trong gia đình giàu có thì đó là ngã rẽ bất ngờ. Nhắc đến điều này, bà khẳng định. Mọi người nghe con số 7 thì cho rằng Thanh Sang đào hoa, nhưng ông ấy từng giải thích với tôi. Tất cả chỉ vì nghèo khó. Ba mẹ nghèo, nghề diễn không có nhiều tiền nên ngoài đi diễn, ông còn thuê xe, chạy taxi. Nuôi mình đã khó khăn, ông còn nuôi mẹ thì sao có tiền nuôi vợ, vì vậy họ đã bỏ ông ra đi. Nhìn lại quãng thời gian đồng hành bên ông, bà cho rằng sự gắn bó ấy là do đức tính nhẫn nhịn của mình. Ban đầu về chung sống, hai người không hợp tính, xung đột khá nhiều. Chưa kể, nam nghệ sĩ thường xuyên vắng nhà vài tháng đi diễn tỉnh. Chứng kiến con gái buồn phiền, mẹ bà từng nói. Mẹ hối hận vì gả con gái cho Thanh Sang. Sợ mẹ buồn, bà Ngọc Mỹ từ đó không dám than thở. Dù hai người giận nhau thế nào, bà cũng giữ vẻ mặt tươi tắn khi gặp mọi người. Nếu tôi gãy đổ hôn nhân, người buồn nhất sẽ là mẹ. Anh Sang vốn nóng và thẳng tính, nếu mình chịu nhịn thì mọi việc sẽ qua. Sự nhẫn nhịn ấy của bà rốt cuộc cũng đã có kết quả khi gia đình yên ấm. Đặc biệt, sự nhẹ nhàng, tận tâm của bà đã cảm hóa được người nóng tính, nguyên tắc như nghệ sĩ Thanh Sang. Bà kể nghệ sĩ kỳ cựu dần kìm nén được cảm xúc khi gặp việc không như ý. Nhiều khi đau ốm, ông ngại kêu than vì sợ tôi cực quá. Bà bật khóc. Tính tình và khoảng cách tuổi tác có thể khiến bà và ông không hợp. Nhưng bà yêu ông vì tính trách nhiệm, hết lòng với gia đình. Ngày còn làm trong đoàn cải lương cao su với mẹ vợ, nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang không nề hà bất cứ việc gì dù mình là kép chính. Bà rưng rưng nhớ lại, ông ấy chạy xe đi lấy bảng, xuống bếp nấu ăn cho mọi người, tự mình chế đạo cụ. Ông ấy lăn lộn chịu cực, chỉ muốn tiết kiệm chi phí cho má. Về sống chung, ông đảm nhận tất cả việc lo kinh tế cho vợ con. Bà kể sau giờ diễn, ông vẫn chịu khó đi mua xe cũ, nghiên cứu, mày mò sửa chữa, tân trang để rồi bán lại. Kết thúc vai diễn cuối cùng, hôn mê trong 18 ngày. Bà nhận thấy ở ông sự hết lòng, tôn kính sân khấu. Mỗi khi nhận lời tham gia chương trình, ông luôn có mặt trước 30 đến 45 phút. Bà nói rằng ông ngại làm phiền lòng mọi người, không muốn ai phải chờ đợi mình. Đã không làm thì thôi, làm thì phải làm cho tốt. Năm 2015, nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang nhận lời tham gia vai diễn nhỏ trong vở Nửa đời hương phấn tại nhà hát Bến Thành. Đây cũng là vở diễn cuối cùng của ông trên sân khấu. Lúc ấy, sức khỏe Thanh Sang đã yếu, thường xuyên nhập viện vì suy tim, nhưng ông vẫn hào hứng khi gia bảo mời. Bà chia sẻ, trước khi ra sân khấu, tay ông ấy run run, không mặc nổi áo, phải nhờ đến sự trợ giúp của anh Minh Vương, chị Phượng Liên.
Đến lúc hoàn thành vai diễn, tôi thấy ông ấy thực sự kiệt sức. Mọi người đã không kìm được nước mắt khi vừa vào trong cánh gà, nam nghệ sĩ không thể đứng vững. Ông được khiêng ra xe đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngay lúc ấy. Vợ ông kể, lần đó ông ấy bị hôn mê 18 ngày, nói mê sảng, ai đến thăm cũng không nhận ra và cấp cứu trong hơn 20 ngày. Ấy vậy mà sau lần nhập viện đó, khao khát đứng trên sân khấu vẫn khiến cho ông muốn nhận lời chương trình thứ hai do Gia Bảo tổ chức. Tuy nhiên, bà đã ngăn cản vì lo ngại cho sức khỏe của ông. Bà kể dù yếu, ông cũng không bỏ qua các chương trình vở diễn cải lương. Khi xem TV, ông luôn nói một mình với vẻ tiếc nuối như cái tai sao để thế kia, tại sao lại diễn thế này. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang đã qua đời vào ngày 21 tháng 4 năm 2017. Vợ của ông trải lòng với báo chí rằng: "Tôi tin bây giờ ông đang mỉm cười hạnh phúc khi gặp lại những đồng nghiệp thân thiết ở thế giới bên kia."